Xin chào các bạn, mỗi khi muốn bắt cá dưới ao, chúng tôi thường tự làm cho mình một chiếc cần để đi câu. Tôi ra sau nhà chặt lấy một cây trúc, nếu may mắn chúng ta có thể tìm được một đọt trúc thẳng và hơi cong ở phần ngọn, rất thích hợp để làm một chiếc cần câu. Tuy nhiên, các đọt trúc thường không được như thế, đa phần chúng bị cong và nếu muốn thẳng như ý, bạn phải uốn chúng lại. Trước tiên, chúng ta sẽ cắt ở phần gốc và phần ngọn đi, rồi làm nhẵn các mắt ống. Sau đó sử dụng các nhánh cây khô, chất chúng lại thành đống rồi nhóm lửa lên. Bây giờ ta sẽ đưa thanh trúc vào hơ trên ngọn lửa. Khi được làm nóng khoảng 4 đến 5 giây, nhánh trúc tươi và giòn sẽ trở nên dẻo hơn. Lúc này bạn lấy nó ra, đặt lên một mặt phẳng rồi uốn nó ngược với chiều cong ban đầu. Sau chừng vài giây, chỗ cong đã trở nên thẳng hơn. Chúng ta sẽ làm tương tự với các chỗ cong còn lại. Khi thanh trúc đã được uốn thẳng, ta sẽ hơ nhẹ phần ngọn rồi bẻ theo hình vòng cung để giúp cần câu có độ cong đẹp hơn. Tiếp theo, tôi sẽ chặt vài nạng cây, đóng ngang thanh trúc xuống đất để giữ nó cố định theo ý muốn. Ta sẽ để yên nó như thế trong khoảng một ngày. Qua ngày hôm sau, bạn có thể nhổ các nạng cây, lấy thanh trúc lên rồi đem rửa cho sạch. Bây giờ, ta sẽ buộc dây câu vào đầu ngọn trúc, nhớ để nó dài ra một đoạn bằng khoảng 3/4 chiều dài của cần câu. Tôi sẽ thắt thêm một sợi dây thun vào phần tay cầm và móc lưỡi câu vào. Thế là xong, chúng ta có được một chiếc cần câu hoàn chỉnh. Bạn có thể tìm cho mình một ít mồi và bắt đầu đi câu cá. Khi đang làm một cây súng đồ chơi, tôi muốn khoan một lỗ ngang thanh cây để buộc dây thun ở hai bên. Tuy nhiên, chúng ta lại không tìm được mũi khoan có kích thước phù hợp. Bạn có thể tận dụng một số cây đinh có sẵn tại nhà. Tôi lấy một cây cưa có răng nhỏ, cắt bỏ phần gù ở đầu đinh đi, sau đó đặt nó nằm ngang trên một mặt phẳng cứng, rồi dùng búa gõ lên phần nhọn của đinh để làm dẹp nó ra. Khi đầu đinh đã dẹp, tôi sẽ làm nhẵn trên đá mài dao cho chúng được bén hơn. Bây giờ chúng ta có được một mũi khoan tự chế, có thể dùng để khoan thanh gỗ và hoàn thành được món đồ chơi mà mình yêu thích. Mũi khoan bằng đinh này khá bền, bạn có thể sử dụng nó vào những việc khác khi cần. Bạn đang có một cây thước với hai cạnh vuông góc với nhau như thế. Nếu chúng ta đo từ vị trí 3cm của cạnh bên này sang vị trí 4cm của cạnh bên kia, thì khoảng cách giữa hai vị trí đo được sẽ đúng bằng 5cm. Và khi bạn lấy 5 nhân với 5 cũng đúng bằng 3 nhân 3 cộng với 4 nhân 4. Như vậy, trong một tam giác, nếu bình phương của cạnh dài nhất bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại thì tam giác đó là tam giác vuông. Nguyên tắc này dựa trên định lý Pythagore và được áp dụng rất nhiều trong xây dựng. Giả sử bạn đang chuẩn bị xây một nền nhà và muốn đảm bảo các cạnh phải vuông góc với nhau, khi đã có được một cạnh cố định, ta sẽ chỉnh các cạnh còn lại cho vuông để khi xây xong chúng sẽ không bị xéo. Bây giờ, bắt đầu từ vị trí gốc, tôi sẽ đo dọc theo cạnh cố định với khoảng cách đúng bằng 30cm rồi làm dấu ngay vị trí đó. Ở cạnh bên còn lại, chúng ta sẽ chọn một điểm cách gốc 40cm và làm dấu tương tự như thế. Tiếp theo, bạn đo xéo từ điểm 30 sang điểm 40, đồng thời chỉnh thước vào điểm này sao cho chúng giao nhau tại vị trí 50cm. Lúc này, góc nền nhà có được sẽ đúng bằng 90 độ. Cách này có thể áp dụng cho mọi đơn vị chiều dài. Nếu các số liệu bạn chọn tuân thủ đúng theo định lý Pythagore, thì góc vuông được tạo ra sẽ rất chính xác. Bạn rất thích uống nước ngọt và khi uống xong, chúng ta sẽ cho vỏ lon vào thùng rác. Có lúc bạn chỉ để vài lon rỗng nhưng chúng lại chiếm một khoảng trống khá lớn và nhanh làm đầy tới mặt trên. Chúng ta có thể làm giảm sự chón chỗ của các lon bằng cách sau khi uống xong ta sẽ bóp xẹp lon xuống rồi xếp đôi hay cuộn tròn nó lại. Chỉ một chút hành động như thế, thể tích của lon lúc này đã giảm đi rất nhiều so với ban đầu. Chúng rất gọn và không còn chiếm nhiều chỗ trong thùng rác nữa. Không chỉ với các lon rỗng, ngay cả các chai nước suối, hộp sữa giấy to hay nhỏ, bạn cũng có thể áp dụng cách này để làm giảm thể tích của chúng. Từ đó tiết kiệm được không gian chứa cũng như giảm được số lần bạn phải thay túi rác mới. Chắc bạn đã từng gặp trường hợp khi ghim một chuôi cắm USB vào máy vi tính thì lại không cắm vào được và lần nào cũng phải trở về lại hoặc quay sang nhìn vào lỗ bên trong để cắm cho chính xác. Nguyên nhân là do ta ghim chưa đúng theo chiều của chúng. Mỗi đầu cắm USB đều có một nửa khe trống. Trước khi cắm, chúng ta chỉ cần giữ lỗ trống ở phía trên và ghim thẳng từ ngoài vào. Với cách này, bạn sẽ ghim được USB một cách chính xác và nhanh chóng mà không cần nhìn vào ổ cắm nữa. Vào buổi trưa trời nắng, bạn muốn làm những que kem ống mát lạnh để ăn. Và để làm được như thế, ta cần có những ống kem bằng nhôm hay inox. Chúng vừa khó tìm để mua và giá cũng hơi cao. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể tận dụng các ống tiêm loại 50ml tại nhà. Trước tiên, chúng ta sẽ rút bít tông ra ngoài và giữ lại phần nút cao su. Sau đó dùng keo nóng, dán kín phần đầu ống lại. Tiếp theo, tôi sử dụng một số lon nước ngọt cho vào gần đầy ống, đồng thời lấy một thanh que kem ghim vào chính giữa của nút cao su rồi đậy vào khoảng trống phía trên. Ta sẽ máng nó vào thành một chiếc ly có tay cầm và cố định lại bằng dây thun. Khi đã có được nhiều ống, tôi sẽ cho chúng vào tủ lạnh. Sau một thời gian đông cứng, chúng ta sẽ lấy kem ra, nhúng nhẹ vào trong nước là có được một que kem tròn trông rất ngon.
Với cách này, bạn không phải tốn tiền mua ống kem nữa.